Con chào quý sư, cho con hỏi là trong thời Đức Phật có khoảng bao nhiêu vị chứng thánh A-la-hán? Về câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, để nói là một cái con số chính xác, quý vị, con số chính xác mà bao nhiêu vị a la hán, nhiều vị đắc a la hán, thì con số này nó không có con số cụ thể đâu quý vị. Bởi vì sao? Thứ nhất á, là khi mà sư cái câu hỏi này ra nè, mặc dù sư đã có tìm hiểu, bản thân sư tìm hiểu kỹ cũng qua nhiều nguồn, đúng không, thì mình phải hiểu là cái số lượng mà đắc a la hán á, là nó vô nó không, con số không thể thống kê đo đếm cụ thể được đó. Bởi vì ngay cả la hán quý vị biết đi, trong ngay cả trong tính tính nhưng mà tính tính tính, tính, tính trong tam giới quý vị biết mà, phạm thiên rồi chư thiên rồi loài người đó, rồi một số trường hợp đặc biệt giống như dạ xoa đó, dạ xoa cũng có đắc được nha, như vậy đó thì phải hiểu. Cho nên là con số là mình không có thể nào mình ước lượng được, giống như là quý vị phải hiểu vậy nè, giống như nói là một trong đời một ông thầy đi, một thầy một giáo sư giỏi đi, thì hỏi ổng á, hỏi ổng này nè, trong đời ông á là ông đào tạo được bao nhiêu mà cái học trò của ông mình dạng mà gọi xuất sắc, gọi là tinh tú, giống như là đoạt giải thưởng này, đoạt giải thưởng kia, đúng không, đoạt giải thưởng những giải thưởng toán học này nọ, gọi là ưu tú á, không, thì ổng ổng nếu mà ổng giỏi, ổng là người giỏi cực kỳ nha đó, thì ổng có thể thì liệt kê chắc khoảng chừng trong đời ổng ổng thảo nói là có 20 đứa, khoảng 20 đứa, thì mấy đứa này giống như đợt giải giải Nobel, đúng không, có đứa giải Nobel, có đứa giải thưởng toán học phiêu của đó của Ấn Độ, rồi những cái giải mà toán quốc tế, toán quốc tế, thì ổng cứ hiểu không quý vị, có nghĩa là chỉ có những đứa mà gọi là xuất sắc xuất thần quá thôi, chứ là nói làm sao mà hỏi ổng mà làm sao mà đào tạo được bao nhiêu đứa học sinh giỏi, làm sao ổng nhớ được hết, quý vị, chỉ có trường hợp xuất sắc thôi. Cho nên là mặc dù quý vị á, hỏi ở đây là có bao nhiêu số lượng ba la hán, a la hán, thì sư nói rõ rồi, sư ngoài việc sư tìm hiểu và sư có tham khảo nhiều vị trưởng lão, thì các ngài đều nói là nếu có số cụ thể thì không có, tại nó vô rất là nhiều, thưa quý vị, không thể thống kê được. Nhưng mà ở đây sư sẽ giống như khuyến mãi thì quý vị, đúng không, nếu mà nói con số cụ thể á, con số cụ thể bao nhiêu vị á, thì có một con số cụ thể như vậy, là nếu quý vị hỏi á, là bao nhiêu vị á, tỳ kheo á, tổng số tỳ kheo tu hí bích khú á, và xuất gia trước hiện diện của Đức Phật á, thì cái này là có. Tại vì tại sao sư đề cập hí bích khú, tại vì á, quý vị phải hiểu là các vị mà được tu hí bích khú á, là đó là kiếp cuối cùng của ngài, mà kiếp cùng là gì chưa, thưa quý vị, đó là a la hán, quả vị a la hán. Cho nên là nếu mà thống kê á, thì nói là có bao nhiêu mà vị mà tỳ kheo tu hí bích khú mà là a la hán, thì cái đó có. Thì có một nguồn tài liệu của một cái vị đang học tiến sĩ ở bên ở Miến á, mới bị Đại Đức đó, mới chia sẻ sư. Sư muốn chia sẻ vị để giống như là mình hiểu thêm thôi. Đó, mình hiểu thêm, mình có cái kiến thức như cho mình vun bồi thêm trí tuệ. Thì cái tài liệu này, cái vị này mới thống kê như vậy nè. À, tất cả mà các vị được tu hí bích khú và đắc a la hán á, nghe đắc a la hán dưới hình thức mà tu hí bích khú, thì tổng tất cả tổng cộng gồm có 28.647 vị tỳ kheo trong thời Đức Phật Gotama còn tại thế. Trong tạng lục tạng thì được liệt kê là có 1.344 vị. À, thì trường hợp về sư chỉ đọc nhanh thôi nha, tại vì khá là dài, còn thời gian cũng có giới hạn, là như là nhóm Bánh Cháo Quốc Kỳ có 5 vị đó, rồi ngài Đại Đức Con Đa Nhá là bao gồm là xuất gia vào ngày Trăng Tròn tháng 6 này, rồi ngày 16 kế tiếp là ngày Quốc Bá, ngày 17 kế tiếp là ngày Phát Giá, và ngày 18 là ngày Mahanama, và ngày 19 là ngày Sa Chí, và cái Đại Đức Giá Xá và nhóm Bằng Hữu có 56 vị được xuất gia sau 1 năm tuổi hạ của Phật. Nhóm Phát Đá Quốc Kỳ anh em và Bằng Hữu có 1.030 vị, hai vị đệ tử Ác Gá Sa Quá Cá có nhóm đệ tử là 252 vị, rồi Đại Đức Ăn Lý Ma Lá là tính là 1 vị đó, trường hợp đó. Rồi trong kinh tạng là có 27.303 vị như sau: Bà La Môn Xê Lá có nhóm đệ tử là 301 vị, Đức Vua Maha Cấp Bí Ná và Cận Thần có 1.001 vị, Dân Thành Ca Bi Lá Quách Thú có 10.000 vị, Bà La Môn Pa Ra Giá Ni Cá và nhóm đệ tử có 16.001 vị. Thì như vậy trong giáo pháp Đức Phật á,
có gồm tất cả 28.647 vị được xuất gia theo nghi lễ hiệp bích khú. Mà những vị hiệp bích khú là tức là những vị A-la-hán kiếp cuối cùng, nghĩa là tu y với bích khú thì bắt buộc là cái kiếp cùng cuối cùng của ngài là phải trong kiếp đó phải là A-la-hán đó. Thì con số nếu mình nói con số cụ thể hiệp bích khú mà A-la-hán thì đó là 28.647 vị, tính trong tạng kinh lẫn tạng luật. Còn cái con số mà nó con số quý vị mới hỏi mà có bao nhiêu A-la-hán trong thời Đức Phật thì cái đó là không thể nào thống kê được, quý vị rất là nhiều. Và cũng xin kết thúc bằng trả lời câu hỏi này. Thưa chú quý vị, đúng như Đại Đức Tuệ Tường đã nói và cũng tri ân Đại Đức đã đưa ra những cái con số khá là thú vị về các vị tỳ kheo ế bhikkhu khú. Còn mình nói về các vị A-la-hán mà bình thường mà không phải ế bhikkhu khú thì nhiều lắm, nhiều vô số, nhiều không kể xiết, từ loài người cho đến chư thiên, cho đến các cái hàng như là dạ xoa đó, thì rất là nhiều, đếm không hết. Cho nên là cái câu hỏi này là một câu hỏi là không có cái con số cụ thể ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.